Âm lưu Songkran mùa Covid. Bài thơ Minsu Ruma viết tặng những Phật tử có duyên với Ngài tại các nước Phật giáo Nguyên Thủy, Lào, Thái Lan, Campuchia, Miến Điện, nhân dịp Tết cổ truyền Songkran, ngày 12 tháng 4 năm 2021. Ruma chào quốc xuân Songkran rộn ràng nơi đất Phật. Hoa tưng bừng nở, khuôn mặt người rạng rỡ nét Songkran. Những con đường dài, hai bên hoa vàng nở hân hoan. Xuân Songkran đến rồi, Phật tử khắp nơi hướng về Phật tổ. Covid vẫn tràn về ồ ạt, lòng người xôn xao bị cách trở. Hoa vàng kia vẫn rực rỡ cùng Songkran, vẫn tốt tươi, chim vẫn hát ca vui rộn ràng, ríu rít khắp mọi nơi. Thiền đường Ruma ẩn giữa cánh đồng, như không liên quan gì đến Covid. Dưới bầu trời, muôn cánh chim vẫn nghiêng trao liệng, bồ câu hòa bình vẫn xòe đuôi giang cánh lượn không trung. Songkran Covid, Ruma xin chúc muôn người vẫn nuôi dưỡng niềm vui, ân điển từ Phật tổ tối cao tới cho nhà nhà bình an và phúc lạc. Chúc cho người Phật tử sớm trưa vẫn cùng nhau tu niệm, niệm chú cầu Phật tổ cứu đời thoát bể khổ trần ai. Xuân Songkran đến thêm nỗi nhớ thương từ hai đầu cách chia, bởi nghiệp chướng Covid làm muôn người muôn nhà chưa sum họp. Nhưng âm nhạc Songkran vẫn đến chào nhà nhà đều an lạc. Xuân Songkran hoan ca, lòng Ruma ta thêm háo hức cùng chúng sanh. Ruma niệm chữ từ bi trong hương đạo vàng ngào ngạt khắp muôn nơi. Muôn vàng Phật tử vui vầy trong nụ cười Songkran hạnh phúc. Sắc hoa vàng vẫn tưng bừng trong mùa Songkran ấm áp. Songkran đến, lòng Phật tử rộn ràng muôn khúc hát xuân. Trái tim Phật tử trọn ân tình trong ước mơ đẹp mùa Songkran. Songkran đoàn viên muôn nhà mọi miền đất nước Phật giáo. Xuân Songkran đến, nghĩa tình các Phật tử thêm đầm ấm. Bức tranh hoa vàng ở thiền đường vọng khúc hát Songkran. Hoa vàng nở càng đẹp vô ngần những điệu múa lời ca. Songkran mùa Covid không ngăn cản đạo vàng Ruma ban tặng. Ruma xin gửi lời chúc thiêng liêng trong mùa Songkran sum tụ. Mỗi bước đi, Ruma phủ phúc lạc mùa lễ truyền thống an vui. Mỗi lời chúc, Ruma đều mang lại cho chúng sanh bao bình an. Mong Đông Nam Á có được tình thương và lòng từ bi từ Phật tổ. Thánh địa Ruma hôm nay ngập tràn hoa vàng nở rộ. Nền Phật giáo Nguyên Thủy xin chia sẻ với muôn nơi vũ điệu Songkran và lời ca Ruma chúc phúc cho mọi người. Đất nước Phật giáo rộn ràng dòng nước Songkran bao mát mẻ. Dòng nước Ruma tưới xua đi bao ngột ngạt nóng bức. Dòng nước này Ruma xin ban rải Phật tử muôn phương. Xin gửi đến muôn người sắc hoa vàng Ruma thắm tươi và gửi yêu thương tới các nước Phật giáo Nguyên Thủy Đông Nam Á. Thời dịch bệnh, Ruma ta chưa đến thăm quý vị được. Xin gửi quý vị âm lưu Songkran cùng hoa vàng tươi thắm. Với ánh đạo vàng và vô vàng công đức ta rải ban, nguyện cầu Phật tổ ban phước lành cho Phật tử Songkran bình an, phúc lạc. Minsu Ruma viết tặng Phật tử có duyên với Ngài ở khắp mọi miền đất nước Thái Lan, Lào, Campuchia, Miến Điện, ngày 12 tháng 4 năm 2021 tại thiền đường Campuchia.